Rồi, nay mình sẽ phối hợp cho các bạn xem cái máy khuếch tán tinh dầu này hai cái gì vậy? Cô thử sao nhỏ với ta. Hai cái máy ở dung tích một máy là 860 ml. Những cái này lúc mua thì có kèm remote đó. Có remote không? Có. À, loại này là có remote thôi nha, còn cái loại mà 600 mấy ml là nó không có remote. Gọn. Gọn quá, để hai cái. Cái này thì mua một cái là vân gỗ sáng, một cái là vân gỗ tối. Vân gỗ tối là vân gỗ màu đen, vân gỗ sáng là vân gỗ màu đó hơi vàng vàng. Cái này luôn. Nhìn chung thì màu sắc cái đế này nó sẽ khác, còn ở trên thì mình nghĩ là sẽ giống, nhưng mà ở đây nó không có ghi là ở ngoài, mình không biết là ở trong nó màu gì. Mỗi hộp nó đều khá là giống nhau. 12V 500 ml. Đây, đế nè, đế vân gỗ nè. Đẹp không? Đây là cái này nó không có gì, không remote. Đây, cái vân gỗ đen, cái vân gỗ sáng. Thì là remote nó nằm bên trong. Bên trong này chứ không phải là không có. Trời ơi, cái này nó cho cái lon uống trước này. Cao nhất là 120 ml. Đây, remote tối thà. Remote này đẹp nè. Nó có miếng giấy để rút ra nè. Này chúng ta có thể chỉnh được độ sáng nè. Đó. Xây lớn nhỏ. Dùng được khá nhiều, hẹn giờ nữa, tắt mở. Đây có một cái adapter cho cái thằng này 12V. Đó, thì cái này cái đổ nước gì mà xài ra. 500 là mắc ở trên đây 500. Thì các bạn đừng đổ nhiều quá cầm nó bị nước nó văng ra. Đây chúng ta có cái nút là light đẹp, cái này sáng dễ thấy không? Đây độ sáng cái này, và cái này là tốc độ nó phun á, các bạn nên để lô cái phòng kính này, bạn để lô thôi nha. Đây. Đó thì này là có thời gian là sạc hẹn được 60, 120 và 180 phút. Còn nếu các bạn bật một cái nữa nó qua cái chữ này luôn on đó, là nó sẽ chạy hoài. Ở đây thì mình đã cắm cái điện nguồn vào và cái này thì mình có cái remote ở đây, mình sẽ đẩy cái này lại, mình thử các bạn xem. Okay. Mình thử nha. Ở đây thì chúng ta có một số chế độ như là chúng ta có thể hẹn giờ nè, chúng ta có thể chỉnh cái độ phun lớn nhỏ nè, chỉnh màu sắc nè. Đây, màu sắc cho bạn xem đây. Đây màu sắc cho bạn xem. Đó, cái màu nào đó. Đó, rất là nhiều màu. Đó, chúng giữ luôn là nó sẽ tắt. Và đây, hẹn giờ. Đó, khung giờ ở đây sẽ chạy thì nó có 60, 120 giờ và 180. Đó. Còn nếu chúng ta muốn nó chạy liên tục thì chúng ta bấm cái chữ này. Đây. Đó. Thì cái này nó có chức năng là phun kiểu mà phun cái kiểu mà mỗi phun một tí rồi sau đó nó ngưng rồi sau đó nó phun tiếp, thì cũng có chế độ đó luôn. Hình như là cái này các bạn, các bạn hình như là cái này nè, nó phun một hơi cái nó nghỉ, phun nghỉ, thì cái này giúp cho chúng ta là tiết kiệm tinh dầu, tiết kiệm nước, chúng ta không phải bơm nước thường xuyên, vì nó phun một tí nó nghỉ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian hoạt động của cái máy hơn. Đó, hơn là chúng ta chỉ để nó chạy miết, nó phun liên tục á, thì sẽ gây ra vấn đề đó là sẽ mạo hoắt nước. Đó, nếu ở trong cái phòng nhỏ như cái phòng ngủ của mình á, thì mình để cái chế độ đó, nhất là khi đi ngủ. Đó, các bạn để chế độ đó là tốt, còn không là các bạn chỉnh giờ, chỉnh 60 hoặc là chỉnh 122 tiếng thôi là nó phun. Các bạn dễ ngủ, hay là trước khi vào phòng các bạn bật nó chạy 1 tiếng đồng hồ thì cái phòng rất là thơm. Đó, và nó cũng tạo ra cái độ ẩm nhất định ở trong phòng thì khá là tốt. Đó. Thì cái sản phẩm này diện 200 mấy một cái như thế này thôi thì nó khá là rẻ để các bạn có thể mua trang trí trong phòng, và hơn nữa cái này thì nó cũng rất là đẹp. Đấy. Đó, những cái hoa văn thì mình theo mình đó, thì các bạn nào thích mà tối màu tối thì các bạn chọn cái vân đen này, còn các bạn thích sáng thì các bạn chọn vân gỗ sáng. Vân gỗ sáng này giống vân cái vân này đó, thì mình cảm thấy cảm quan là mình nhìn thấy cái vân sáng này nó sẽ đẹp hơn vân gỗ. Gỗ đen thì nó phòng cái này thường là để phòng ngủ là thường. Mình nghĩ là nếu các bạn để phòng khách, những nơi đủ ánh sáng thì mình lấy cái loại màu đen này. Đó, thì đủ ánh sáng thì nó mới tôn lên cái vẻ đẹp với cái đế này. Còn nếu các bạn trong cái môi trường mà nó tối quá thì mình nghĩ nên lấy màu sáng, và màu sáng này, vân gỗ sáng thì nó sẽ đẹp hơn. Và bạn nào muốn mua thì mình sẽ để link ở phần mô tả video, các bạn thể click vào đó xem tham khảo giá và chọn cho mình một thiết bị ưng ý nha. 200 mấy mình cảm thấy khá là rẻ, và hơn nữa có remote nữa. Đây, chỉnh từ xa khá là tiện lợi. Những cái mẫu cũ này nó không có remote nha. Ok, video này kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.